Kỳ đó ở nhà ai mà có mấy thằng cũng Việt Nam mà bạn neighbor cái này. Sao tôi nghe ông ngoại làm sao mà bà ngoại complain ông ngoại ngoại quá vậy? Jeff. Thôi kệ nó đi hết diễn này tạm diễn này. Anh Sơn bắt phải làm. Em ở gần nhà nước của em ở trong sân trường quá. Bà thích uống rượu ngọt không? Bà thích uống ngọt. Đó gió sến. Yeah. Wow. Sao có màu?